sau đại dịch Covid-19, villa nghỉ dưỡng đang dần trở thành xu hướng của năm 2022 và được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn vì sự an toàn, biệt lập và riêng tư. Bên cạnh khả năng đầu tư sinh lợi trong dài hạn, nó còn là nơi để bạn và gia đình thư giãn, tận hưởng mỗi cuối tuần và lấy lại cân bằng cuộc sống. Sống trọn từ giác quan là tuyển tập villa nghỉ dưỡng mà T1 đã tâm huyết tuyển chọn, sắp xếp lại nhằm giúp bạn có thể tìm được những gợi ý, những nguồn cảm hứng để bắt đầu phát thảo một không gian sống đích thực. Bạn có thể truy cập vào đường link trên màn hình hoặc trong phần mô tả của video để tham khảo tuyển tập này.